Bức đam đầu luôn hả? Thịnh Huỳnh, anh cho con lửa ăn lá là nó tăng đam liên trận. Chết rồi, tao mua lộn rồi. Thôi tí cái bán. Giàu quá, chưa gì xài rồi. Văn Hiếu, bóp thôi lai lâu quá rồi. Trời ơi, phế quá vậy nè. Con hy sinh đi. Tính ra trận này ta còn dùng cái gai đâu ta. Hello chị Google, chị chào em. Ủa rồi thắng rồi. Cây lửa ảo ma vãi lúa vậy. Ủa rồi thắng rồi đó hả? Phê phẩm. Phê phẩm. Trời ơi, làm tốn tiền người ta. Có thằng lăn xe, có thằng Nhật Tân, từ từ anh. Ủa cái này để làm cái gì? Thôi xàm không cần đâu. À không, không phải cần chứ. À không, cũng không cần đâu. Thôi khỏi cần đi. Ngắn gọn là khỏi cần đi. Nhật Tân, em mong về sau anh không trầm cảm. Trầm với chả cảm. Cân tim với trầm cảm. Thịnh Huỳnh, con đó ăn đặt gần sông nó đẩy xuống H2O. Nhưng mà không biết sao anh cảm nhận là nó khá phế. Thường mấy con rẻ tiền vậy là không có tác dụng gì nhiều hết trơn, phế lắm. Thịnh Huỳnh, con đó kết hợp với quạt núi mảnh. Nguyễn Huỳnh, đẩy rông nó vô chế độ ngủ còn dễ bị ăn em hết.
con đó trong một vài ván thì dữ dội lắm, tôi điều kiện anh phải cho nó thêm phút. Nhóm em con đó em cũng không xài, nhìn nó ghê ghê yếu yếu thì sao. Mình muốn xài phải mạnh, phải xài nó cây xinh xinh á, cây nào mà nhìn nó ghê. Trong rồi game này anh cũng nó có ghê. Kết hợp Kami nữa. Kết hợp Kami là gì? Combo hả? Và nãy giờ anh kết hợp combo chưa? Mệt quá à. Này lẹ lẹ lên đi tàm ơi luôn á. Bàn này chán mình chết rồi đó. Thịnh nhìn chưa? Màn này chán hết mồ. Đang bắn zombie tự nhiên bắn IDI bắn Unreverb. Cả đống dừa nè. Nạp đạn lâu quá vậy. Văn Hiếu, chị đưa đồ ăn chưa? Chị đang chờ em tặng sao để mua bánh mì đây. Làm lâu quá à. Nhật Tân, thế giờ nó xuất ao nghe một cái đâu mà giờ không có sự kiện để cày nữa. Cái gì? Cái gạo là cái gì? Thịnh Huỳnh, combo đây như hóa vậy á, nó vô hại nhưng kết hợp là zombie bay màu như chơi. Hai tiếng rưỡi nó được tập rồi. Gì mà game dễ giờ, cày cháy map từ nãy giờ. Không à, có con lăn xe. Nhật Tân, vô sách trên góc phải là tổng hợp cây đó anh. Huỳnh Vàng, hồi nay không like Liên Quân hả anh? Mót làm chi vậy? Không anh mệt, em ơi anh like sớm giờ lâu rồi giờ anh mệt. Nhật Vinh, còn 1k5 điểm nữa sắp rồi mà cày lâu quá.
khóc khang, bản nào nhìn vui vậy anh? Khoảng 2.0 hay sao? Làm gì nhau? Game là dễ. Nhật dân đẹp. Nguyên cái đội hình đẹp là phải vừa chơi mà phải vừa phải mỹ thuật nữa các bạn. Vừa chơi mà phải đẹp nữa mới được. Nguyễn Hiền, cái cúp này có chức năng lúc xúc len được khí mặt trời. Này là gì không hiểu gì hết, ra đi. Anh mới solo, lại là solo là cái gì vậy? Cái nào đấu với người chơi khác? Với người chơi khác á lai. Mình được mở hết tất cả các tướng không vậy? Trời ơi, nghe đã quá vậy. Không có người chơi khác luôn. Wow, chị anh chơi đấu ranh giới chơi làm sao vậy? Solo nên người chơi thiệt là solo làm sao, bắn flank hai bên đó hả hay sao? Không có con xe nè. Nhật Tân, không anh. Chứ nó là sao? Bánh flan ai cao điểm hơn người ăn? Ủa vậy hả? Sao không chỉ cho anh chơi với? Tụi bay nhiều kinh nghiệm quá ha. Mà không chịu chỉ anh, quá đáng. Nguyễn Hiền, cái solo đó là solo ai giết nhiều zombie nha. Cái tính năng đó không mở được FT Clan anh. Là sao anh cho không hiểu luôn.